Hôm nay Vinh sẽ dẫn mọi người đi tham quan chợ phiên Đồng Văn nha. Trước mặt các bạn đó là con đường chính đi dẫn vào thị trấn Đồng Văn, nơi có phiên chợ mà Vinh sắp giới thiệu với các bạn. Đây là một khu chợ phiên nổi bật, đông đúc và nhộn nhịp nhất ở khu vực cao nguyên đá. Chợ thì được họp vào sáng chủ nhật hàng tuần ở ngay thị trấn Đồng Văn. Còn đây chính là con đường dẫn vào khu chợ chính của chúng ta. Từ sáng sớm thì mọi người đã nô nức tụ họp về chợ, kẻ mua người bán, náo nhiệt cả một khu đất rộng lớn. Đến đây thì mọi người đều có thể tìm thấy cho mình những món đồ ưng ý, những sản vật được trồng và thu hoạch bởi chính những người dân ngay đây. Khu chợ chính rộng lớn thì nằm ở trung tâm, còn hai bên con đường dẫn vào chợ thì người dân bày hàng ra bán nhộn nhịp. Ở đây có đủ tất tần tật những gì mà các bạn cần, từ rau củ quả nè, cho đến các loại gia vị và cả những loại dược liệu quý. Còn người đàn ông này thì đang đổi tiền cho những người đi chợ, chủ yếu là từ tiền Trung Quốc sang tiền Việt Nam. Vì ở khu vực này á, thì người dân họ sang Trung Quốc làm việc hoặc là con cái của họ đi làm gửi tiền về, do đó là họ phải đổi sang tiền Việt Nam để có thể mua bán ở chợ. Và đặc biệt là ở phía cuối chợ, đó chính là một khu chợ gia súc với mặt hàng buôn bán là những con trâu, con bò, lợn cắp nách, thậm chí có cả chó nha các bạn nha. Người dân họ mang ra đây để trao đổi mua bán với nhau, được giá thì họ dẫn về nhà và tiếp tục nuôi dưỡng hoặc là làm thịt chúng. Ngoài ra ở chợ còn có cả một khu vực chuyên nướng bánh tam giác mạch, đây là một món bánh đặc trưng của vùng cao nguyên đá này. Bên cạnh đó là rất nhiều món ăn độc đáo và hấp dẫn như xôi ngũ sắc, thắng cố cùng với rượu ngô. Và ở đây thì cũng có một loại hạt rất là đặc biệt, đó chính là hạt ốc chó. Ốc chó ở Hà Giang thì thường có giá dao động khoảng 80 đến 100 ngàn một ký tùy loại. Còn đây là món xôi ngũ sắc, một món ăn nổi tiếng của người Hà Giang được dùng trong những dịp lễ hội truyền thống. Món xôi độc đáo này được làm với 5 màu khác nhau, đỏ, xanh, trắng, tím, vàng, tượng trưng cho ngũ hành. Người Tày quan niệm màu sắc của món xôi càng đẹp thì tượng trưng cho sự phát đạt thịnh vượng cho gia đình. Với hình thức bắt mắt, độ dẻo thơm khó lẫn khiến cho xôi ngũ sắc trở thành một món ăn làm nên bản sắc cho du lịch Hà Giang. Và một gói xôi thơm ngon như thế này thì chỉ có giá 10.000 đồng thôi nha các bạn. Thế thì các bạn còn chần chờ gì mà không một lần đến với Hà Giang để được tham gia vào một phiên chợ sầm uất và độc đáo như thế này.